nè. Dạ cho em ly nước chị ơi. Rồi có ly, có ly nha. Vô ngồi, vô ngồi đi em. Ê thằng kia, chụp cái gì mà chụp hoài vậy? Nhà báo hả mày? Nhà báo hả? Nhiều lắm rồi đó. Nhiều lắm hả nhà? Ờ, chụp cái gì mà chụp sáng tới giờ hả? Chứ chú khác mày. Cứ mỗi bận xách máy ra chợ hay mấy chốn hàng rong lề đường là kiểu nào cũng nghe mấy câu y chang vậy. Người hiền á thì nói nhỏ nhẹ kêu đi đi, còn gặp giang hồ là thế nào cũng đòi đập máy. Phải ở dưới quê mình có mang máy ảnh đi lê la cả ngày, bị chỉ trỏ, hỏi hỏi một tí rồi thôi. Chứ chẳng ai nề hà mình chụp gì, thiệt không hiểu nổi. Phải ở dưới quê là... Ừ, phải ở dưới quê. Không biết từ hồi lên đây học đã bắt đầu quen tật cửa miệng cái câu này lúc nào. Phải ở dưới quê là trời nắng dày, học về thế nào cũng sẵn một ca nước dừa má chặt cho uống, mát nguyên ngày. Phải ở dưới quê là đâu phải cơm hàng cháo chợ đến ngán ngược, thèm gì nói một tiếng là má nấu cho. Phải ở dưới quê là đâu phải lay hoay với tỷ tỷ thứ bất tiện thế này. Mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy người Sài Gòn cũng thiệt kỳ. Đói rách không sợ, thiếu ăn, thiếu mặc không sợ, lại đi sợ một thằng chụp hình. Gì chứ, ở cái đất Sài Gòn này, chịu làm ăn, chịu lăn xả là không có sợ đói đâu con ơi. Một ông chú xe ôm ở bến chở tôi cái bận tôi từ quê lên đây lần đầu có nói vậy. Tôi nhớ ổng hoài hoài. Nghĩ sao từ bến xe miền Đông chở về chỗ tôi ở đi có 15 phút, lấy hết 50 ngàn. Kiểu đó lấy gì không sợ đói, phải ở dưới quê. Mà thôi, không ở dưới quê nữa. Giờ là người thành phố rồi. Thằng bạn nói ở đây ai muốn làm người thành phố cũng được. Miễn chịu sống hết mình, chịu làm hết mình, không câu nệ vùng miền, không câu nệ sang nghèo, biết điều, biết lẽ một chút là có thể làm người thành phố. Cái đứa suốt ngày sởi lởi chẳng được tí sâu sắc nào, coi vậy mà nói cũng đúng. Sinh viên năm nhất, lạ nước lạ cái chẳng có tí kinh nghiệm. Đi xin việc hỏi em biết làm gì, cũng đùa đùa nói dạ. Em biết chụp hình với biết chịu cực, vậy là được nhận. Đi chụp sự kiện vài buổi một tuần là có thêm tiền tiêu vặt, cà phê vui vẻ. Cái thành phố này là vậy đó, tưởng là thiếu thốn đủ thứ. Thiếu mẹ, thiếu nhà, thiếu cái ấm êm mà ai cũng thèm mỗi buổi tối mỏi mệt trở về. Vậy mà, có nhiều thứ nó đền lại cho người ta cũng xứng đáng lắm. Có những thứ, Sài Gòn lại không bao giờ thiếu. Ừ, ở thành phố này, người ta có thể thở ra đối kháng nhiều thứ. Bầu trời, không khí, sự thấu hiểu. Nhưng rồi cuối cùng có hai thứ luôn luôn dư dả, mà đến độ thừa mướn. Cà phê và ánh sáng. Cư dân ở chốn này lạ lắm, hình như chẳng bao giờ muốn nghỉ ngơi và chậm. Nên dù ngày có bận rộn cỡ nào, có lao động cực lực tới đâu, thì tối vẫn phải la cà quán xá, tụ tập chè chén đến nửa đêm nửa hôm mới về. Bởi thế như Sài Gòn phải tràn ngập, phải đổ tháo những ánh điện vàng giọt chói chang đến chừng có thể làm người ta ngộp. Và dĩ nhiên, chỉ cần đứng trên một cây cầu cao, một đại lộ nào đó phóng mắt nhìn những hàng đèn thẳng tắp, sáng sực, là sẽ say. Rồi sáng hôm sau, dậy đi làm trong cái đờ đẫn, mệt mỏi, mà chỉ có những ly cà phê mới hồng kéo nổi hai con mắt cứ muốn híp lại, và đầu óc vẫn còn chưa thôi mơ màng. Rồi từ cà phê sáng, người Sài Gòn kéo cà phê sang trưa, đến chiều, và thậm chí cả tối. Câu cửa miệng hẹn nhau là đi cà phê, dù thỉnh thoảng vẫn gọi là trà đào hay matcha, nhưng vẫn phải là đi cà phê. Nó cứ như một thứ văn hóa ở chốn này, từ bình dân như quán cốc dĩa hè pha sẵn bỏ vô chai, chế ra khi cần, cho đến những quán sang trọng với những chiếc máy pha chuyên dụng. Người ta uống cà phê như một thức uống đơn giản để đi qua cơn buồn ngủ tạm thời cũng có, thưởng thức say mê nó như một thứ đạo cũng có. Cái chính là những mảnh chuyện dụng dặt đơn sơ như cái thành phố này cũng từ những tách cà phê mà ra. Những ý tưởng mới, những hoài bão bồng bột theo khói cà phê mà bay tỏa. Những tĩnh lặng, an yên khi cần, theo giọt cà phê mà động lại. Ừ, ở thành phố này
người ta có thể chấp nhận thiếu thốn nhiều thứ, như là nó phải dạy nó ra thành phố. Nhưng kiểu gì thì cũng phải bên một tách cà phê nóng, đá hay sữa gì đó mới thấy cái thiếu thốn đó thật là trọn vẹn. Sài Gòn chưa xa đã nhớ đường vui đôi chân sớm trưa, tình yêu chưa xa đã nhớ lời yêu tan trong tiếng mưa, đường em quên tên vẫn nhớ, hẹn mãi như chưa bao giờ hẹn nhau thêm nơi phố lớn để nghe tim nhau náo động. Sài Gòn mưa chưa nắng sớm tìm cho ra ngôi qua đêm, hẹn nhau ngồi xanh như lá, hẹn nhau trong nắng mượt mà. Phố của em của anh, những bàn tay còn xanh ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen. Phố của nhau và em giữ tình yêu thật xanh, giữ tình em thật hiền. Ê, Nguyên từng rò đi đâu mất tiêu vậy? Thì đi... Năm cuối rồi, cứ đi như vậy hoài, khi nào mới tốt nghiệp đúng hạn đây cô? Thôi kệ, cuồng chân thì đi thôi. Đi đâu đi, cũng phải cho bạn bè biết một tiếng chứ. Bỏ đi cũng lặng lẽ, mà lúc về cũng không kể với ai. Với người khác thì không nói, Phong biết tính nhiên mà. Ở ngoài một chỗ, nhưng chịu không có được. Vậy mà lúc nào cũng hát Sài Gòn chưa xa đã nhớ. Tình y như người Sài Gòn. Tôi cứ hay chọn rời bỏ thành phố này những lúc như vậy. Một ngày buồn quá, thế là lại lên xe và đi. Một ngày thấy lòng ngổn ngang nhiều chuyện quá, bắt điện thoại đặt một cái vé, lại đi. Một ngày thấy người quanh mình sao lạnh lùng quá, đời sao mỏi mệt quá, là lại chọn cách để đi. Cứ như thể hạnh phúc chỉ có ở những nhà ga. Chỉ là một buổi trưa bất chợt, trong ba lô đọc một bộ đồ, thẫn thờ gieo mình lên chiếc xe khách ọp ẹp. Trong đầu còn chưa kịp nghĩ đến nơi sẽ định đến. Làm sao tôi kịp để lại một lời, khi có những chuyến đi, tôi chỉ đi trong vội vã. Đến một nơi lạ hoắc nào đó, không tìm thấy trên bản đồ. Mướn một phòng trọ nhỏ, vào đó ngủ hết một ngày trước khi lại lên xe trở về. Bằng cách nào để giải thích cho người khác hiểu niềm vui của những chuyến đi, đôi khi chỉ là ngồi trên xe đò, nghe mấy dì mấy mẹ dép nhựa quần đen dắt nhau lên phố thăm con, kể lể ôi thôi là chuyện xóm giềng, chợ búa. Và chắc chắn không thể có một ngôn từ nào nói thay được cái niềm vui được đến một nơi nào đó mà trong lòng chắc rằng sẽ không thể có người nhận ra mình. Một mình lang thang giữa những dốc, những đồi, mệt thì kiếm một quán cóc ngồi nghỉ chân. Trộm nhìn vào một căn nhà nào đó, thấy người ta dọn cơm chiều mới nhớ ra mình đang làm kẻ lãng du. Như cuộc đi hoang không định trước, chẳng biết đâu là điểm dừng. Đôi khi thấy mình tự bước xuống xe khi vẫn chưa hết hành trình, vì lỡ thấy cái hẻm nhỏ đó hay hay, thấy cái góc đó giống giống quen quen xó nào đó dưới nhà mình. Cứ như thể mây trời, mặt gió gửi đến nơi nào thì ghé đến chỗ ấy, chứ có bao giờ biết rõ sẽ đi đến đâu đâu. Những chuyến đi như thế, làm sao tôi có thể kể và kể thế nào để người khác có thể hiểu hết được. Cái ý nghĩ bỏ mặc Sài Gòn cứ được định sẵn trong đầu như thể tự nhiên đã vậy. Ngày đi khỏi Sài Gòn cứ luôn được vạch ra trước cả khi kịp lên xe quay trở lại Sài Gòn. Cứ thấy đất ở đây sao lạnh lùng quá, người ở đây sao tàn nhẫn với nhau quá. Nên bất cứ khi nào có cơ hội,
là tôi lại rời đi. Hành trang mang theo nhẹ lắm, chỉ có nỗi buồn và những hoang hoải trống không tưởng mãi chẳng thể lấp đầy. Và tôi cứ đi, cứ chạy trốn khỏi Sài Gòn như thể là cuộc trốn chạy vĩ đại nhất đời mình. Đi đâu tôi không cần biết, chỉ cần biết là đi. Đi khỏi cái nơi chỉ độc khói bụi và người ta luôn chào nhau bằng nụ cười, nhưng ánh mắt thì lại thờ ơ thế này. À, dạ chị ơi, bán cho em ổ bánh mì. Đợi chị xíu nghe. Cưng ăn gì nè? Dạ, bánh mì gì cũng được á chị, cho em ổ. Ủa, sinh viên hả? Dạ. Bây học nhân văn hay y dược vậy? Dạ, em học nhân văn. Mà sao chị hỏi vậy? Bữa giờ thấy bay đi qua đi lại nên hỏi. Mà nay đi học hả? Dạ, không. Nay em đi làm thêm, cũng gần đây nè. Ôi, chăm dữ ha. Còn là sinh viên mà vừa đi học vừa đi làm rồi. Tao nói vợ hả, thất nghiệp dữ lắm. Có gì thì lo dữ đi nghe. Mà em làm gì vậy? Dạ em viết vào chơi thôi à. Viết hả? Nhà báo hay nhà văn vậy? Dạ, em học viết báo, mà được thì làm cả hai. Ôi, nhà báo hả? Bánh mì chị sạch nha, đừng có đi ăn đâu bậy bạ, đau bụng á. Cái hả, chụp hình cái tốn tôi á là mất vệ sinh an toàn thực phẩm là chết tôi à. Trời, tao giỡn thôi. Đợi xíu nghe, sắp xong rồi. Dạ, em viết về phim ảnh hay là mấy cuốn sách mới ra mắt thôi, chứ không có viết gì về an toàn thực phẩm đâu. Mà sau này á, em cũng mong có một cuốn sách của riêng mình đó. Tao thấy á, cái nghề viết giờ ráng kiếm cũng được lắm á. Trời, biết đâu hả, sau này vừa có tiền vừa có tiếng. Trời, biết đâu hả, tao thượng kế của mày á, cái sau này tao bán đắt hơn sao. Chị giống hoài. Em đi ngang đây á, thấy chị bán đường quá trời. Mà em thấy á, ngày nào cũng vậy à. Mình ráng làm tốt, ráng làm đàng hoàng thì cũng sống được thôi. Như chị nè, bánh mì chị vừa ngon vừa giòn, mấy đứa lớp em kỳ quá trời. Trời đất ơi, nên chị hả mày? Mà chị là chị thích mày rồi đó nha. Mà mày nói đúng á, giờ làm gì đàng hoàng cũng sống được. Như tao nè, bán bánh mì hả, mấy năm nay. Trời đất ơi, hồi đó ở dưới quê nghèo lắm. Mà cái đi lên đây nhờ xe bánh mì này mà nuôi thằng em tao ăn học đại học luôn á. Giờ lo cho nó xong á với chị. Ủa, chị thi lại đại học hả? Trời đất ơi, sao tao thi nổi? Quy chế đâu mà đó sạch nhớ ô tô vậy? Tao chuyện gì tao chết sớm. Chị hả, thì chị tính học đầu bếp. Không lẽ bán mấy ổ bánh mì hoài, cũng phải cho tao lên chứ. Ví dụ làm đầu bếp bán bánh mì chẳng hạn. Mà thôi, nè, làm bánh mì, đi lẹ đi. Đôi khi Sài Gòn cứ làm người ta mỉm cười cả ngày bởi những mẩu chuyện không đoán trước kiểu vậy. Người thành phố này lạ vậy đó, cứ tưởng là mạnh ai nấy sống, không ai thèm can thiệp chuyện của ai, về nhà đóng cửa rồi mình lo thân mình. Nói là nói vậy, chứ khi có dịp bắt trúng đài của nhau là người Sài Gòn cứ vô tư mà ngồi kể chuyện đời, chuyện mình. Thế là những câu chuyện mưu sinh, những tháng ngày nương nhờ vào cái đất này mà sống cứ dài ra mãi. Tôi thích cái cách mà cư dân thành phố rộng lượng nhìn về cuộc đời của họ. Có vất vả, có thử thách, nhưng rồi cái từ cuối cùng họ kết lại vẫn là sống được. Có thể không giàu có, không quá thuận tiện về mọi mặt, nhưng cơ bản vẫn là được. Sài Gòn là nơi người dân tứ xứ cứ mặc nhiên đến rồi mặc nhiên ở lại. Đất thì cứ nhiêu đó, Sài Gòn mỗi ngày thêm chật chội. Từ 8 triệu dân cái hồi lần đầu tôi đặt chân đến đây, lên 10 triệu dân, rồi bây giờ đã bao nhiêu triệu chẳng rõ. Vậy mà Sài Gòn vẫn cứ rộng lượng nếp mình lại để chừa ra cho mỗi người một chỗ ngủ. Xây ngang hết đất, rồi thì xây dọc, xây lên cao, cao nữa, rồi lại cao nữa. Miệt mài và nhẫn nại, Sài Gòn cứ làm mọi cách có thể để không ai bị bỏ rơi. Không bạn thì đầy ra đó mấy quán cà phê vắng vắng, nhạt nhòa để chui rút tự đếm nỗi buồn đến chán chê rồi về. Đi làm khuya, một mình một đường bỗng nhiên ấm lòng khi thấy khói bốc lên từ một xe hủ tiếu ven đường. Tiếng sao lọt thỏm trong màn đêm, chơi vơi rồi đậu lại một giọt ngọt liệm. Phía đó có người. Sài Gòn là nơi mà một ổ bánh mì đôi lúc giá cũng sắp xỉ một tô phở.
20-25 ngàn một ổ, chuyện thường. Cái món xứ khác chỉ để ăn chơi, ăn lót dạ, thành ra một món chính, một bữa ăn đàng hoàng, đủ đầy ở chốn này. Người Sài Gòn ăn bánh mì mỗi lúc, có khi ăn trừ cơm. Vì vội nên cần một thứ gì ăn qua loa cho xong. Vì cứ mãi miết cuốn theo dòng người nên cần món gì có thể cầm theo cho tiện. Đôi lúc có ý nghĩ hơi buồn cười là người Sài Gòn đối với bánh mì cũng như đất Sài Gòn đối với chính họ vậy. Người Sài Gòn mua một ổ bánh mì từ bất cứ đâu, xe đẩy lề đường, tiệm bánh vừa vừa nhỏ nhỏ, rồi trong một chuỗi hàng cà phê nổi tiếng hay một tiệm bánh dành riêng để bán bánh mì nhân buffet tự chọn. Người Sài Gòn ăn vội một ổ bánh mì cho qua bữa để còn làm cho xong việc, hay ngồi ở một không gian sang trọng, máy lạnh, gọi một phần bánh mì cạnh ly cà phê mà nhìn một ngày nhàn tản. Tùy kinh tế, tùy sự rộng rãi của thời gian mình có, cũng như Sài Gòn luôn mở cửa đón mọi con người từ bất cứ đâu đến ở và tự gọi mình là dân Sài Gòn. Vậy đó, không gì là không thể ở cái đất Sài Gòn này. Người Sài Gòn có thể trân trọng một ổ bánh mì dù địa vị cao thấp thế nào, thì làm sao họ lại không trân trọng từng con người, từng khoảnh khắc nơi đất lành này chứ? Mới hôm trước khách đặt vẽ một bộ bookmark với chủ đề Sài Gòn bốn mùa. Buồn ngủ quá, nhận đại, rồi nay nghĩ lại thấy kỳ. Cái xứ rành rành hai mùa, một mùa nắng, còn mùa kia nắng gấp ngàn lần hơn thế này, thì lấy đâu ra bốn mùa để vẽ? Phong nè, Phong có tin là Sài Gòn có mùa xuân không? Ừ, có chứ. Mùa xuân Sài Gòn là lúc nắng thật vàng, cái màu vàng trong trẻo và dịu dàng y như mấy lúc nhiên cười vậy đó. Cái đặc trưng của xuân Sài Gòn không phải là chồi non lộc biếc, trăm hoa đua nở như mấy vùng quê đâu. Nhưng có thể gọi mùa xuân Sài Gòn là mùa mới. Vì sao hả? Dạo thử một vòng Sài Gòn sẽ thấy cửa hiệu, hàng quán sau mấy tháng trời giăng mắt đủ kiểu trang trí lòe loẹt, nay chợt mới toanh, thoáng đãng vô cùng khi được lau chùi, dọn dẹp trả lại nguyên trạng. Hết năm, người ta ý niệm phải bỏ hết những cái cũ. Vậy cái gì thay mới được là thay, nhìn đâu cũng thấy mới, thấy trong trẻ hết đó. Đôi lúc, nghĩ cái mùa rõ nhất ở Sài Gòn là mùa hè thôi, mấy đứa bạn gọi chung là mùa ướt nhẹp. Đi đâu, ngày hay đêm gì cũng chỉ thấy mình bị trớt nước. Khi nắng thì nắng tưởng nó dở cả đầu, vừa mở cửa phòng ra là đã choáng. Nhưng đến khi mưa thì thôi rồi. Mưa Sài Gòn đảm bảo không thể có cái kiểu mưa về trên khúc hát chuyện thơ chuyện tình mà mấy ông nhạc sĩ dối lừa đâu. Đã là mưa thì phải mưa đến ngập lụt, đến chết mái xe, đến đồ đạc trong nhà trôi lềnh bềnh mới đúng là cái mưa hạ Sài Gòn. Nghe kiểu nói của mấy ông chức sách thì mưa Sài Gòn cực đoan đến mức cả Picasso cũng bị nước tuôn xối từ mấy chục tầng lầu, hay Thanh Đa lền bền như miền Tây mùa nước nổi, là đủ hiểu cái chốn này ngập kinh khủng cỡ nào. Đôi lúc thấy giận mưa Sài Gòn ghê lắm, cứ chiều chiều nhìn trời buồn thiêu là hiểu mình sẽ mất cả tối để lặn ngập dưới dòng nước. Về đến nhà vừa mệt vừa hôi mà thấy đời chẳng chút nào tươi sáng. Thu Sài Gòn vừa mới đi qua, đôi lúc vẫn tự hỏi mùa thu Sài Gòn có thật trên đời hay không? Hay do mình vốn là kẻ mơ mộng nên cứ cố khép từ thu vào với Sài Gòn? Tháng 8, Sài Gòn không thơm mùi cốm mới. Tháng 9, heo may cũng không bị xáo động bởi hương hoa sữa ngào ngạt. Thu Sài Gòn, nếu có cũng thật mờ nhạt và lãng đãng chẳng gọi thành tên. Người Sài Gòn biết sang thu khi nhận ra cái nắng không còn gay gắt hay mưa vẫn chưa thôi dai dẳng lòng người. Một buổi chiều đi về, người Sài Gòn chợt thấy mình mềm lòng hẳn ra khi nhìn những cánh lá vàng xoay nghiêng trên Trần Quốc Thảo, Lê Duẩn. Vậy là biết thu. Ngồi ở một góc quán quen, nghe cô ca sĩ nào đó miên man, dòng sông nào
đưa người tình đi biền biệt, mà thấy Sài Gòn cũng có lúc thiệt chậm, thiệt yên thế này. Và có lúc thấy cái tình của mình với Sài Gòn cũng nhen lên từ đó. Rồi Sài Gòn cũng sang đông, nghe thiệt như trò đùa. Ngày đông Sài Gòn là những ngày mưa không còn, cái nắng mặc sức tung tẩy mọi ngóc ngách, tránh đâu cũng không được. Ngó nghiêng Facebook, bạn bè cứ kêu gào Sài Gòn đông cũng như hè. Và ước mong duy nhất trần đời khi ấy là trốn thẳng lên Đà Lạt, Tây Bắc mây mù để thấy đời còn thiệt đáng sống. Nhưng nếu chậm lại, sẽ thấy Sài Gòn những ngày đông thế này dịu dàng lắm. Nắng có gay gắt nhưng vẫn cảm giác hanh hao kiểu nào. Chiều đông Sài Gòn là bầu trời trắng đục, trầm mặc như ai vô tình đổ cả chậu hồ lên ấy, nên không khí ngày đông cứ thế mà đặc quánh lại. Tầm 4-5 giờ chiều, nắng sẽ thôi rực rỡ. Và khi ấy, Sài Gòn là màu của mơ màng, của cái lãng đãng nhạt thết mà người ta vẫn cố tìm trong ngày đông. Nhưng... Sài Gòn mà, làm gì có phút nào đủ lặng để người ta ngơi nghỉ đâu. Khi lên đèn cũng là lúc nó trở lại cái rộn rịp huyên náo đậm chất thị thành. Khỏi phải nói, cái người ta gọi là mùa đông Sài Gòn thật sự là rất đông. Đông của hàng trăm con người chen chúc nơi những quận trung tâm, những khu vui chơi, mua sắm rực rỡ đèn màu và đủ kiểu trang trí những ngày lễ hội. Nhìn đâu cũng thấy toàn người là người. Nhưng đó là cái đông đúc duy nhất trong năm của Sài Gòn không làm người ta cáo bẳn hay bực bội. Vì khi ấy, nhìn quanh thấy ai ăn diện cũng đẹp, mặt ai cười cũng tươi trước ánh đèn flash nhá nhem của mấy cái máy chụp hình. Người ta dù bận chạy đua cơm áo cuối năm đến tù mù hai mắt, cũng chẳng quên tìm cho mình niềm vui những ngày hội hiếm hoi này. Nhưng nói cho cùng, Sài Gòn có 4 mùa hay 2 mùa cũng được. Miễn mình thật đang sống, thật hết mình hòa cùng cái nhịp hối hả nơi này, vẫn sẽ thấy Sài Gòn thật đẹp và lòng yêu Sài Gòn đến vô cùng. Giờ này dưới quê chắc đang trở gió, vẫn hay gọi về mẹ để hỏi quê mình tới mùa chướng chưa. Nghe mẹ nói đêm nào cũng thấy xào xạc trên mái ngói là lại muốn chạy ngay về để được ôm mình trong gió. Cái gió mùa cuối năm nó lạ lắm, buồn buồn, hiu hắt kiểu nào á, nhưng cũng lại miên man, êm ái thế nào. Tưởng như chỉ cần được thả mình trôi trong những cơn gió bạc mạng ấy là bao nhiêu đớn đau xây xác xứ người sẽ không còn. Gió xoa dịu lòng người sau một năm dài đầy những vết xước từ cuộc bươn chải. Ở Sài Gòn người ta ráo riết sống, dồ dập sống, sống cuồng sống dội như thế chỉ cần dừng lại một giây để thở thôi là cũng đủ để tuột lại mấy ngàn dặm phía sau. Nhất là trong những ngày cuối năm thế này, cái sự ý thức được rằng một năm nữa lại trôi và thời gian cho những kế hoạch, những hoài bão lớn lao không còn nhiều nữa, lại hối thúc người ta phải chạy đua không ngơi nghỉ và phát cuồng như chính bản thân mình. Lại một năm nữa trôi qua và cái Tết trước mặt chỉ biết bao những lo lắng và sắm sửa chi tiêu cho một mùa. Mơ mộng thế nào thì mùa này người Sài Gòn cũng phải quay về với thực tại, kiếm tiền. Như mơ rồi cũng có lúc tỉnh, cái thực tại trần trụi rằng không có tiền, không có công ăn việc làm thì không thể sống nổi ở cái đất này, ghì sát con người với những tính toán so bì thiệt hơn. Vậy là đi đâu cũng nhìn thấy những mặt người cao có, lạnh ngắt nhìn nhau qua bề ngoài. Ngày trôi đi được đo bằng sự mỏi mệt, bằng những lắng lo hôm nay mình kiếm được bao nhiêu, có đủ cho những chi tiêu lặt vặt tháng này không? Rồi tháng sau, 2 cái đám cưới, 1 đám ăn hỏi, thêm cái đám giỗ tận quê xa không đi được cũng phải gửi ít tiền phụ đám về. Phải kiếm bao nhiêu mới lo cho xuể? Tôi cứ tự hỏi mình hoài rằng với bao nhiêu nỗi lo ấy, người Sài Gòn lấy đâu ra mơ mộng giữa chốn này? Có chăng cũng chỉ là những lời than vãn, những bực dọc trút ngày trút đêm cũng không sao trút cho hết cái ấm ức, cái mệt mỏi khi chỉ mở mắt ra là deadline, là lương bổng, là lợi nhuận đập thẳng vào mặt. Đi đâu làm gì cũng sẽ đeo một bộ mặt cao có, quạo quọ như sẵn lòng gây sự với cả thế giới này.
Họ than Sài Gòn kẹt xe, họ than Sài Gòn đắt đỏ, họ than Sài Gòn bất tiện chẳng phải vì nó kẹt xe, đắt đỏ hay bất tiện. Chỉ vì họ đang sống trong nó, họ cần nó chịu trách nhiệm cho những vấn đề của mình. Vậy là họ than. Người Sài Gòn hay người đến Sài Gòn rồi ở lại có thể kể lể ngàn lẻ một câu than vãn về thành phố này. Tùy theo những đòi hỏi và mong ước riêng của họ, rằng sao Sài Gòn chật chội ngột ngạt quá, rằng sao người Sài Gòn sống bề ngoài vật chất quá. Cứ như trong suy nghĩ, họ cho rằng việc của cái thành phố bé tẹo mà phải chứa hơn 10 triệu dân này là phải đáp ứng mọi nhu cầu của họ hay sao ấy. Tôi có hay than thở về Sài Gòn không? Rất tiếc là có. Tôi có thương thành phố này không? Cũng rất may là có. Sài Gòn lạ lắm, cứ bất tiện, cứ làm cho người ta thấy nó thiếu thốn đủ thứ, để rồi người ta bắt đầu nghĩ về nó. Tiền đề cho cái sự nhớ và thương Sài Gòn cũng từ những thiếu thốn bất tiện đó mà ra. Sài Gòn của tôi là những ngày trời nóng như thiêu như đốt, nắng nhìn không thấy vàng, cũng chẳng quá gay gắt, mà bước ra khỏi phòng máy lạnh là cảm tưởng như mình vừa bị sốc nhiệt bởi cái hơi hầm hập từ đất bốc lên, đủ làm người ta choáng. Sài Gòn của tôi là những bận thấy lòng mình tổn thương kinh khủng, vì nhìn đâu cũng thấy người, ken đặt toàn người, mà ngó hoài không thấy một dáng quen cho mắt mình neo vào. Giữa bao tạp âm náo nhiệt không dứt, lại chẳng nghe thấy được một giọng nói nào đó gần gũi thân thuộc để ru mình giữa cái xô bồ tẹp nhẹp của cuộc sống Sài Gòn. Một nơi như thế có phải là đất lành cho những kẻ lãng mạn không? Thỉnh thoảng tôi cũng hay hỏi mình vậy. Người ta hay nói với sự bon chen ganh đua tranh đấu để giành miếng ăn từng giây từng phút ở Sài Gòn, thừa sức ghi nén, bóp ngạt cái gọi là mơ mộng lãng mạn của con người. Tôi lại thấy khác. Nói người Sài Gòn tính toán chi ly từng đồng từng xu một, nhưng thử hỏi coi, những bữa cơm 2.000 đủ đầy, những thùng trà đá, bánh mì miễn phí, rồi thêm cả sữa xe miễn phí, phát gạo miễn phí, từ nơi đâu mà ra nếu không phải là Sài Gòn? Nói sự hối hả đua chen chốn này giết đi những mơ mộng, dấu tầm thường nhất của con người, thì cũng chính nơi đây, tại Sài Gòn này, những trang sách, những bài tình ca vẫn được những người như tôi, như bạn miệt mài viết lên. Là nỗi nhớ về một Sài Gòn những ngày tháng cũ, là nỗi cô đơn hoang mang của những người trẻ giữa Sài Gòn, là nụ cười, nước mắt trong những tháng ngày đầy kỷ niệm với Sài Gòn. Và hơn hết là ước vọng, là hoài bão đầy tràn của những con người dù già dù trẻ vẫn cháy bỏng ngọn lửa được sống, được chết cùng với đam mê, lý tưởng của chính mình. Rồi cái tình với Sài Gòn, với những lời đầy da diết, Sài Gòn thương, Sài Gòn nhớ, cứ vậy mà đầy lên, mà tràn ra trên từng câu chữ như bất kỳ nỗi nhớ quê, nhớ nhà nào. Sài Gòn là vậy đó, cứ bất tiện, cứ thiếu thốn, nhưng rồi cũng thiệt dễ thương, dễ mến bởi chính sự không đủ đầy này ở Sài Gòn. Phố của em, của anh, những bàn tay còn say ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen. Phố của nhau và em giữ tình yêu thật say, giữ tình em thật hiền, tháng ngày vẫn trôi yên. Sài Gòn chưa xa đã nhớ, Sài Gòn chưa xa đã nhớ.
Sài Gòn chưa xa đã nhớ.